Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo tin chấn động đến công chúng sau khi vô tình để lộ tên người yêu. Vào ngày 4 tháng 8, Đàm Vĩnh Hưng đăng tải đoạn clip đi móc ổ khóa trên cầu tình yêu ở Đà Nẵng. Nam ca sĩ cho biết, năm nay thay vì ăn chè đậu đỏ trong ngày thất tịnh, anh sẽ đi khắc tên của mình và nửa kia lên ổ khóa để treo lên cầu tình yêu, với mong muốn cả hai sẽ luôn yêu thương và ở bên nhau thật bền lâu, hạnh phúc. Trước động thái trên, khán giả đồng loạt để lại bình luận tò mò về danh tính người được Đàm Vĩnh Hưng trao trọn trái tim. Không ít cư dân mạng giấu tên Mỹ Tâm và mong đợi ngày cả hai trở thành một cặp. Tuy nhiên, tất cả chỉ là đồn đoán từ phía khán giả, cần đợi chính Mr. Đàm lên tiếng chia sẻ. Mới đây vào chiều ngày 5 tháng 8, Đàm Vĩnh Hưng lại khiến fan hâm mộ được dịp xôn xao khi thông báo tin vô cùng chấn động. Cụ thể, nam ca sĩ cho hay, tin chấn động đây, một sự kiện mới của Đàm Vĩnh Hưng. Ngay đầu tháng 10, chính xác là ngày 2 tháng 10, ngày này quen quen phải không các tình yêu. Một trong số ít ngày được xem là lễ hội riêng của fan Đàm trên cả nước cũng như hải ngoại. Hãy đón xem nha! Theo đó, vào ngày 2 tháng 10, Đàm Vĩnh Hưng sẽ tổ chức sự kiện hoành tráng dành riêng cho người hâm mộ cả trong và ngoài nước. Đây được xem như lời tri ân mà ông Hoàng Nhạc Việt muốn gửi tặng đến tất cả khán giả đã luôn quan tâm và theo dõi, ủng hộ anh trong suốt nhiều năm qua. Đối với Đàm Vĩnh Hưng, tất cả những gì anh đang có hiện tại đều là nhờ sự yêu thương từ đông đảo khán giả. Vậy nên, anh luôn dành sự trân trọng và cảm kích đến cả fan hâm mộ.